Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ga đến. Và hiện tại thì phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là sảnh chờ A1, A2 ngay cửa chính của ga đến quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay thì việc mà xe taxi hoạt động ở tại các sân bay trong nước Việt Nam nói chung và sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng luôn luôn mang đến cho nhiều du khách quốc tế cũng như là kiều bào trở về Việt Nam cảm thấy lo lắng, chưa yên tâm. Chính vì vậy cho nên thời gian vừa qua thì tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nói riêng cũng như một số sân bay khác ở tại Việt Nam nói chung đang tăng cường giám sát, kiểm tra và có các cái chế tài rất nghiêm đối với việc tài xế xe taxi hợp đồng có hành vi chèo kéo và nâng giá cước đối với hành khách khi mà di chuyển từ sân bay về khách sạn về nhà. Như chúng ta cũng biết vừa qua thì việc mà hai nữ du khách Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng đi du lịch đã bị tài xế xe taxi chặt chém với mức giá không tưởng tăng gấp 10 lần so với giá thông thường. Hai nữ du khách đến từ Hàn Quốc đã di chuyển từ sân bay về khách sạn và bị thu cước là 120.000 won, tương đương với 2.110.000 đồng của chú anh chị và các bạn, cho thấy là cao gấp 10 lần giá thông thường nếu như hai nữ du khách này di chuyển từ sân bay về đến khách sạn. Và theo như thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, trong hôm nay là ngày 20 tháng 2 cũng đã ra quyết định xử phạt đối với hành vi cho tài xế 31 tuổi trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng do kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Có nghĩa là xe dù đó cô chú anh chị và các bạn. Và theo đó thì mức xử phạt 11 triệu đồng. Đồng thời thanh tra sẽ tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của tài xế này. Như chúng ta cũng biết là vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2022 vừa rồi. Thì nữ du khách đến từ Hàn Quốc tới Đà Nẵng du lịch. Trong lúc mà nữ du khách đặt xe Grab từ sân bay về khách sạn trên đường Bạch Đằng thì tài xế đã tiếp cận và lấy điện thoại của vị khách này để hủy yêu cầu đặt xe trên ứng dụng Grab. Sau đó thì tài xế đưa khách tới ngã ba đường Bạch Đằng Lý Tự Trọng và thu cước là 120.000 won, tương đương 2.110.000 đồng. Với số tiền này tính ra là cao gấp 10 lần giá thông thường. Và hiện tại thì các đơn vị chức năng cũng đã kiểm tra và xử phạt hành chính đối với nam tài xế này với mức phạt là 11 triệu đồng cô chú anh chị và các bạn. Như vậy có thể thấy rằng là với hành vi mà chặt chém hành khách rồi nâng khống giá cước đối với những hành khách quốc tế, kiều bào, những người mà về Việt Nam không có rành thì với hành vi này sẽ bị phạt rất là nghiêm ở tại các sân bay. Đối với phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất thì chúng ta nên đặt xe Grab hoặc là xe taxi truyền thống, cũng có thể taxi hợp đồng, tuy nhiên chúng ta phải thỏa thuận giá hợp lý với quãng đường cũng như là số tiền mà bên tài xế xe cung cấp cho chúng ta. Đối với việc đặt xe Grab taxi hay là gọi là xe taxi công nghệ đó cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cứ dựa trên số cước mà hiển thị trên ứng dụng Grab để chúng ta thanh toán cho tài xế mà thôi. Còn đối với xe taxi truyền thống thì chúng ta đón tại cột số 1234 và chúng ta thanh toán cái tiền đó dựa trên đồng hồ hiển thị giá cước đặt trước đầu xe của tài xế các bạn. Kính thưa quý vị, nhu cầu đi lại từ các nước trên thế giới, đặc biệt từ Mỹ về Việt Nam cũng như là từ Canada và một số nước như là Úc rồi châu Âu, thì việc mà hành lý
ký gửi cũng như là hành lý xách tay có những cái hạn chế riêng của từng hãng bay. Và đối với hãng hàng không EVA của Đài Loan thì hành lý hạn chế đối với hãng này sẽ có một số quy định, và tất cả những hành lý nằm trong quy định không được phép mang lên máy bay và hành lý bị hạn chế mang lên máy bay. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng một số hành lý, một số vật dụng không được mang lên máy bay tùy theo từng hãng hàng không. Còn đối với hãng EVA Air của Đài Loan thì quy định cấm một số hành lý, cho dù đó là hành lý xách tay hay là hành lý ký gửi cũng vậy. Với các cái hạng mục bị cấm bởi luật quy định thì hạn chế các quốc gia ở trong hành trình của chúng ta lựa chọn. Kính thưa quý vị, như vậy đối với động vật sống ngoại trừ chó, mèo, thỏ và chó giúp người khiếm thính, khiếm thị được vận chuyển an toàn phù hợp với yêu cầu của hãng EVA. Hàng hóa nguy hiểm gây nguy hiểm cho máy bay hoặc là tài sản trên máy bay. Ví dụ như là chúng ta không được mang theo các loại chai chứa khí butan hay chai oxy, bình sơn phun, thuốc trừ sâu, chất lỏng nitơ hoặc là bình hơi lặn các bạn. Các chất ăn mòn ví dụ như axit kiềm, thủy ngân và pin ớt. Các chất gây nổ ví dụ như là đạn, dược, pháo hoa và pháo sáng. Còn các chất lỏng và chất rắn dễ cháy ví dụ như là nhiên liệu nhẹ, sơn, dung dịch dùng để pha loãng, bật lửa v.v. Vật liệu phóng xạ thì cặp và các thiết bị kèm theo có gắn thiết bị báo động. Chất độc và các chất truyền nhiễm khác ví dụ như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và nguyên liệu virus sống. Ngoài ra thì vật dụng nguy hiểm khác chẳng hạn như dao, rồi kiếm, búa, kéo, dùi cui, mũi tên và một số vật dụng khác có thể gây sát thương cho người khác bạn. Đó là những vật dụng mà cấm mang lên máy bay. Lưu ý về việc súng ngắn, súng thể thao và đạn dược được phép mang trong hành lý ký gửi thì chúng ta cũng phải liên hệ trực tiếp với hãng EVA để biết rõ chi tiết. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy đối với việc mà động vật cảnh thì chúng ta có được mang lên máy bay hay không? Đối với động vật cảnh thì hành trình của chúng ta đi mang theo người hoặc là ký gửi đều phải liên hệ trực tiếp đối với hãng hàng không mà chúng ta mua vé trước khi khởi hành, để chúng ta xác định xem thử là đối với động vật cảnh đó có đủ đáp ứng điều kiện mà vận chuyển bằng đường hàng không hay là không. Và nếu như chúng ta có kế hoạch đi cùng với vật nuôi của mình thì buộc phải có giấy chứng nhận y tế và tiêm phòng cho động vật một cách hợp lý. Chúng ta cũng phải kèm theo tất cả các giấy tờ liên quan đến việc mà tiêm phòng cho động vật để chúng ta có thể làm thủ tục quá cảnh hoặc là nhập cảnh khi mà chúng ta có một hành trình trở về Việt Nam. Thông thường thì nhân viên của các sân bay người ta cũng có quyền từ chối vận chuyển những con vật nuôi của hành khách nếu như không thực hiện đúng theo tiêu chuẩn vận chuyển của từng hãng hàng không riêng biệt, bao gồm cả các vấn đề về sức khỏe và độ an toàn của vật nuôi, của thú cảnh mà chúng ta muốn đi kèm với cuộc hành trình trên chuyến bay của chúng ta. Chẳng hạn như đối với chó, mèo và thỏ đó thì có thể được vận chuyển trên máy bay của hãng EVA, hãng Đài Loan các bạn, như một hành lý ký gửi trong khoang hành lý mà thôi. Tức là chúng ta phải đăng ký trực tiếp tại hãng bay để có những cái biện pháp vận chuyển phù hợp. Cậu ở đây.
Và tất nhiên là khi mà chúng ta có kèm vật nuôi đi cùng thì các cái yêu cầu về thủ tục check-in cũng sẽ mất thời gian nhiều hơn bình thường một chút. Và đối với khi mà hành khách có vật nuôi đi cùng thì các hãng hàng không họ sẽ tư vấn kỹ càng hơn khi mà chúng ta trực tiếp mua vé của các hãng bay. Như vậy thì có thể nói là tóm lại rằng là việc mà chúng ta có được phép mang động vật cảnh theo trên chuyến bay hay không thì tùy vào từng hãng hàng không, và tốt nhất thì chúng ta nên liên hệ trực tiếp với cái hãng hàng không mà mình lựa chọn mua vé ngay lúc đầu để đáp ứng được đủ yêu cầu và chúng ta không phải gặp rắc rối khi mà có ý định mang động vật nuôi, mang động vật cảnh về Việt Nam. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, từ trước đến giờ thì có rất nhiều người băn khoăn lo lắng việc mà đi nước ngoài về Việt Nam thì chúng ta mang bao nhiêu chiếc điện thoại về, cũng như là một số anh chị cô chú kiều bào sống tại Mỹ, tại Canada muốn mang điện thoại về cho người thân của mình thì lo lắng băn khoăn không biết như thế nào và chính xác là mang bao nhiêu chiếc điện thoại về. Do bởi là có rất nhiều người có ý định mua điện thoại giá rẻ ở nước ngoài về để mà cho người thân của mình. Chẳng hạn như đi Mỹ du lịch thì cũng mua những chiếc điện thoại iPhone, iPad về Việt Nam để cho thân nhân, cho gia đình, bạn bè. Và như vậy thì chúng ta muốn mang nhiều điện thoại lên máy bay thì có được hay không? Và mang về nhập cảnh Tân Sơn Nhất thì có bị hải quan hỏi hay là làm khó làm dễ gì hay không? Thì thật sự mà nói, theo quy định tại mục 5 về định mức miễn thuế của người nhập cảnh ban hành vào năm 2002 thì chính phủ cũng có quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh nhập cảnh và quà biếu tặng được nhập khẩu miễn thuế theo nghị định 66/2002 là 5 triệu đồng Việt Nam. Nếu như vượt quá định mức này thì phải đóng thuế theo quy định của pháp luật về thuế cho phần vượt quá định mức. Nếu mà số tiền thuế dưới 50.000 đồng thì chúng ta không phải đóng thuế. Kính thưa quý vị, như vậy từ bên Mỹ về Việt Nam thì chúng ta được phép mang bao nhiêu chiếc điện thoại? Theo quy định thì chúng ta được phép mang từ 1 đến 2 chiếc điện thoại mới. Một chiếc là chúng ta sử dụng, còn một chiếc là chúng ta có thể làm quà biếu cho người thân của chúng ta. Còn khi mà anh chị cô chú mang từ 3 cái điện thoại trở lên, có thể hải quan sẽ hỏi chúng ta. Và khi đó chúng ta phải có cách để mà giải trình cho nó phù hợp. Kính thưa quý vị, có nhiều anh chị có hỏi rằng là khi mà hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì muốn sử dụng Wi-Fi miễn phí ở tại sân bay có được hay không? Tuyền Vũ Channel cũng xin trả lời như thế này: sau khi mà cô chú anh chị và các bạn tiến vào khu vực chờ làm thủ tục nhập cảnh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi mà chúng ta mở kết nối Wi-Fi, chúng ta sẽ quét được thấy chữ là Wi-Fi free ở tại sân bay đó. Chúng ta có thể bấm connect và có thể kết nối vào sử dụng bình thường. Tuy nhiên thì tùy vào cái thời điểm mà tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có rất nhiều hành khách cùng sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí ở tại đây thì có lẽ là chúng ta kết nối vô được, nhưng mà truy cập thì nó có phần chậm hơn so với lúc bình thường. Có nghĩa là mạng Wi-Fi miễn phí ở tại sân bay cho phép chúng ta truy cập vào và sử dụng như bình thường. Nhưng cũng tùy vào mỗi thời điểm các bạn.
chẳng hạn như cùng một thời điểm mà có rất nhiều hàng trăm lượt truy cập vào mạng wifi miễn phí ở tại sân bay thì chắc chắn cái tốc độ đường truyền, cái tốc độ kết nối nó sẽ bị chậm, nó chậm hơn rất nhiều. Cho nên trong trường hợp khẩn cấp thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng mạng wifi ở tại sân bay. Bởi lẽ có nhiều anh chị khi mà xuống sân bay không có sim 4G sẵn trong điện thoại đó, cho nên phải cần sử dụng mạng wifi tại sân bay để gọi cho người nhà hoặc là đặt xe Grab taxi. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể kết nối vào mạng này, và mình cũng đã test nhiều lần ở trên lầu rồi, vẫn sử dụng được nha cô chú anh chị và các bạn. Và như vậy những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đến cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.